hỏi cổ sắc giùm mình tỷ về xu tan đóng mức nào. Tân Bận với khuyến mãi 30% giá trị thẻ cao, những ngày khuyến mãi lên tới hàng triệu đồng khi đăng ký tài khoản hoặc nạp thẻ thành công từ 50.000. Thoại nick game đang giảm giá 70% và hàng loạt mini game đa dạng và đầy đủ các trò chơi Free Fire, Liên Minh, Liên Quân. Nhanh tay chỉ cập sắc giùm mình tỷ về chấm cơm, sắc chính chủ và duy nhất của giùm mình. Lưu ý mọi đường liên kết là giả mạo nha bà con. Ê Quỳnh về, Quỳnh về gấp đi hết rồi. Có chuyện rồi, ông chủ nó kêu nãy giọng hói dữ vậy ta. Trời ơi, cái ông nội tao xe bếp lây này. Hai người đẹp đang đi lòng đẹp thì kêu đi về gấp làm cái gì không hiểu nè. Để tao chạy nhanh cho mày yên tâm. Ok, đi nhanh đi. Trời ơi, tao tủ xuống nước rồi đó. Chào mọi người, hôm nay tao muốn triệu tập phó tổng trưởng tới đây. Tao có một chuyện muốn nói. Dạ, chuyện gì vậy? Dạ, xin thưa, em nghe thưa đại ca, tóc xe biết gây. Em mày em đang đi, em đang đi tắm nắng mà đại ca hôm nay kêu em về gấp dữ vậy. Đại ca có chuyện gì rất là gấp hả? Thằng nào dám cướp địa bàn của mình hay là thằng nào dám giành chức của đại ca? Nói đi, em đã mất. Có một chuyện rất hệ trọng, đó là bữa giờ ta rất là trăn trở, ta suy nghĩ về vấn đề đó là mẹ vợ của ta. Á đồ trời ơi, tưởng vấn đề gì ghê gớm lắm, mẹ đi chơi vơ nắng mà kêu về gấp luôn á. Mẹ vợ tới gặp ta mà mẹ vợ có vẻ khó chịu với ta, nên ta muốn tạo ấn tượng tốt cho bà là để mốt tao có thể cưới con của bà, đó chính là Kissimissi. Vậy vậy dạ ta muốn... thì bây giờ đại ca dễ dàng mà, đại ca qua bển chào mẹ vợ đi rồi làm quen đồ đầy đủ. Không, trời ơi, bình tĩnh. Ta là một thằng đại ca giang hồ suốt ngày chỉ giang hồ giang nắng nên không có biết nói chuyện, nên ta chỉ biết chửi thôi à. Nên ta muốn một người nào đó có thể dẫn ta đi nói chuyện lịch sự. Để anh cho em ai xung phong không? Mày đây em cho dễ mà trời, đại ca gì cần tới phó tổng trưởng vậy? Trời, chỉ cần tới gặp bà mẹ vợ thôi, chứ chào bà mẹ vợ già nè. Oh what the hell? Trời ơi, kiểu này là bị đánh đó. Trời. Em có biết đó, một điều á là phụ nữ rất ghét là bị nói là già không? Mình phải gọi là nói một cách tinh tế, thật là gọi là nó sao ta? Coi quy coi, coi. Sợ quá đi khạp nano khạp. Chị khạp ông nội mày nha mày. Thằng nào đó không? Chỉ tao coi này coi. Em à, để gặp mẹ vợ thì trời nó nói như nào ta? À đúng rồi. Khi mà đại ca gặp mẹ vợ, đại ca cứ ờ mày về mày ép con người yêu mày nghe nha mày. Đi chào mẹ vợ, đến rồi. Công điện một chiếc. Trời ơi, giật cho mình. Có một nguồn nhiệt thở nấu và một thiết bị cảm ứng nhiệt. What the hell? Đại ca ơi, em muốn nó nói lại lần nữa cho em nghe. Mày vừa nói cái gì mới nói lại tao coi coi. Chào mẹ vợ, cái nồi. Công điện là một chiếc bị gia dụng tự động thiết kế để nấu cơm bằng cách hấp hơi gạo. Nó có một nguồn nhiệt, một nồi nấu và một thiết bị cảm ứng nhiệt. Mày là sao lơ hả? Mày là mấy cái cấp thôi mày bán cái đồ công điện rồi. Để em kêu con ếch nó đem cho đại ca mượn một bộ vest. Ok không? Ê, lại cái con ếch đó nữa. Trời ơi, rồi sao cũng được. Tùy ý em, bây giờ làm cho đại ca một bộ vest thiệt là lịch sự đi. Ok, được rồi, Quy. Được rồi. Hai chi đi lấy bộ vest, gọi điện thoại cho con ếch kêu nó ship bộ vest qua đây gấp cho đại ca Toxy biết đi mượn. Nó là chị mới kêu. Đây. Được rồi. Trời ơi, còn hai đứa này á chiến tụi bay ghê á. Tụi bay gặp người lớn là phải nói chuyện đàng hoàng, hiểu không? Mình là đầu tiên mình vô là mình phải dạ con chào bé gái, con xin tự giới thiệu, con chính là Toxy Biggie và con chính là người yêu của Kissimissi. Ý người ta chưa? Người ta chưa? Nói lịch sự nhẹ nhàng vậy tụi bay. Được rồi, bây giờ á đại ca ơi. Làm cái gì đó mà em đâu kìa. Gì vậy? Gì vậy? Ơi, chiếc xe hư lắm rồi giùm mày ơi. À giùm mày tao khổ tận tâm rồi á. Toxy Biggie còn giùm mày nó mượn đó, tôi mới cho mượn chứ không là tôi không cho mượn đâu nghe cả. Rồi đưa lên cho mày chiếc xe khác rồi, đưa đây. Rồi ok. Em mặc vừa đi coi. Thôi, vậy thôi đi về nha ăn. Thôi, cái mặt giữa đường. À không gì. Được rồi đại ca, em nghĩ bộ đồ này khá là hợp lý. Nên là để bây giờ em đi thay đồ cái đã. Rồi, ok, ta đợi. Ok, thì bây giờ mình đã biến hình trở thành Zoomy bình thường rồi mọi người ơi. Trời ơi, con trong thiệt gái sợ mà. Ôi trời ơi, sao mặc đồ lịch sự dữ vậy? Dạ, đây là bộ đồ bình thường của em đó đại ca. Em cần phải mặc bộ đồ này. Đại ca đây nè, em dẫn đúng, 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 đúng. Mang mấy cái này đưa tặng cho đại ca nè. À, đại ca cầm đi. Nhiều dữ vậy, có cần không phó tổng trưởng? Người lớn chỉ cần ăn táo được rồi. Đại ca lấy táo đi đại ca ơi. Ông con cái ông cái lục khói liền. Nè táo nè đại ca. Được rồi, đi thôi giùm ơi. Dạ, lên đường đi đại ca. Bye bye mấy đứa nha. Bên đây. Được rồi, tao đi đây. Đi thôi. Trời ơi, đại ca chạy chậm dữ vậy đại ca. Chạy chậm cho nó an toàn em ơi. Trời ơi, dạo này cái vị làng vắng dữ ta. Trời ơi, đi làm giang hồ nữa đó đại ca. Trời ơi, để xe đây đi đại ca. Ây ơi. Dạ. Một cưng bé nhỏ. Hello. Đi ra đây. Ơi, ta hôm nay tới gặp ngoài đi đâu mặc đồ đẹp vậy? À, ta đi qua gặp vợ, mẹ vợ của ta. Đúng rồi, Hia ơi, ông dẫn cho ông lại. Cho đại ca của tôi qua gặp mẹ vợ rồi, ông là mẹ của chị Kissimissi á.
Tutsi Missy hả? Đúng rồi, Tippy gì đó phải không? Tutsi, Tippy là mẹ của Hippo. Tutsi Missy đúng rồi. Cái bà mà hồng hồng hôm bữa chửi ta mắng vốn ta là quen con bả mà không gặp bả một lần nào. Thôi, nói đi ngoài. Nói chuyện bây giờ mà bả. Từ từ. Là lộ người cô ta dễ thương, trẻ đẹp. Điều thứ nhất, phải lễ phép với người lớn. Điều thứ hai, phải biết tôn trọng người lớn. Điều thứ ba, phải lúc nào cũng chào hỏi người lớn. Rồi rồi, để ta thử. Mấy đứa nhìn tao làm thử ví dụ cái coi nghe. Ok, ví dụ trước mặt ta là bà mẹ vợ đúng không? Em đây, giả bộ em nè. Rồi rồi, ok. Ê, chào bác sĩ Biggie, hôm nay đến đây tìm ta có việc gì không? Vậy, chào bà già. Ôi, lộn. Lộn rồi. Thôi bà nó. Vậy là chết luôn á. Vậy là ông chuẩn bị cho. Thôi, em không dám dẫn đại ca đi đâu. Đại khác được rồi. Thôi, ta mới tập mà trời, ta trước giờ là ăn to nói lớn không có biết mấy cái vậy, chạy chỉ ta đây. Thôi lại phép chứ, chào cô, chào bác. Chào bác gái. Đó, chào bác gái. Đi. Con chào bác gái. Toxy Biggie là bạn trai của Kissy Missy. Hiểu chưa? Là Toxy Biggie, bạn trai của Kissy Missy. Đúng, mà nói chậm không? Vậy á. Với lại người lớn hơi khó chịu một xíu, hiểu không? Nên dù gì thì mình cũng với lại hai thế hệ khác nhau mà. Nên vậy thế, chúng ta cũng phải nhường nhịn, hiểu không? Có gì chúng ta phải bình tĩnh, chứ người mới vô sồng sồng chứ chửi. Áp lực chứ trời, áp lực quá. Áp lực gì? Mày muốn có vợ không? Dạ. Rồi. Ông lấy chiếc siêu xe ra chở tôi với taxi ghi đi. Chứ cái này bây giờ mà đi chiếc xe mô tô của taxi là kỳ lắm. Đây. Trời, tao quên chiếc xe nữa vậy. Đây, đường trong đó hẹn lắm. Ôi ôi, ok. Thôi để tao lên xe, bây giờ chở tao qua chỗ mẹ vợ đi. Đi thôi. Okay. Trời xe chật quá vậy trời. Này, ông phải giúp tôi đàng hoàng nha. Nè, cứng người ngồi chạy đàng hoàng đi ha ơi. Trời ơi, tao lái của tôi là yên tâm đi, bao chắc. Chết tôi, thôi tôi xuống xe trước đây. Đúng chưa. Căn nhà này màu tím hả? Vậy đây chính là nhà của mẹ vợ tao thật sự rồi. Tôi đậu xe. Ơi mẹ ơi, con đói bụng. Trời ơi, đồ ăn trước mặt kìa trời. Anh hai này. Trời ơi, đồ ăn không ngon, không ngon. Mở cổng ơi. Ủa, ai kìa mẹ? Ủa, ông này. Hồi nãy ông hẹn tôi, ông dặn tôi là phải lịch sự mà ông nói gì bố lắm vậy? Mở cổng đi, cái CMC ơi. Ủa, ai vậy? Vấn đề, ông Toshi nè, ông nghe nè. Vấn đề là ông là người vô tôi có liên quan gì? Tôi sao cho được? Ok, mẹ vợ rồi. Chào bây giờ. Dạ con chào bác gái. Chào bây giờ. Chào cô taxi, Tutsi. Chào y ha, hay con tới đây ghé thăm cô làm gì vậy? Rồi, bị bác ơi, bác đây làm gì vậy? Chào bác ơi. Trời sao bác không quan tâm con vậy bác? Ở ngoài nè. Mẹ ơi. Ai dạ. Cái gì đồ ngon quá vậy bác ơi? À, nhà cô hôm nay vô ăn với tôi Bieber rồi kìa. Ông Bieber ơi, đại ca tôi Bieber. Nói chuyện đàng hoàng. Dạ, con xin chào đàng hoàng. Ok. Tutsi lại đây nè. Cái cưng của mẹ thích ăn gì nè? Dạ mẹ ơi, con muốn ăn gà rán. Con chào bác gái. Gà rán à? Trời khó khăn quá vậy. Chào bác gái. Lấy cho con ta gà rán đi. Rồi. Trời ơi con này. Ôi là trời. Dạ. Ủa cô đang làm gì hả cô? Thì cô đang ngồi đợi. Mà nói chứ cô đang tổ chức sinh nhật cho hai người. Wow, đồ ăn ngon quá, chắc cần một ly đâu. Gà rán này bác gái ơi. Đây đây, của mọi người ăn không? Nhìn cô. Thôi qua đây cô. Chào con. Ôi ơi. Cái gì vậy? Cô ơi, qua đây con nói nè. Chào con. Là ngày hôm nay á, con là Jimmy á, dẫn bạn trai của chị Kissy Missy qua đây để thăm cho cô. Dạ, đúng rồi, anh ấy nói là muốn qua đây để thăm cô á cô. Đúng rồi. Cái thằng đó mà cũng biết tới, biết nghe. Ai ở nhà nghe không? Ui, ai tới rồi? Ai vậy? Ủa, ai vậy? Ủa, mấy người đây đang quay lưng bay. Ủa, hai người qua đây làm gì vậy? Hai con qua đây có gì vậy? Hôm nay tụi con tới mà biếu đồ cho cô nè. Ở đây con già của con làm vài món lắm để dư nè. Con ngon lắm luôn ở nhà. Hôm nay con có đem biếu bác cũng biếu rồi bác ơi. Bác táo rồi, tầm lâm này bác ơi. Cái này táo à. Táo Nhật. Táo Nhật bạn. Mẹ ơi, con không thích ăn táo, con bị dị ứng với táo. Mẹ ơi, nhưng mà con thích ăn, anh không thích ăn cải anh chứ. Với lại Toshi biết ghi qua đây cũng để biếu bác cho mày biếu hết kia đâu mà. Đúng rồi. Mày bác mà tá mày rồi. Bấm mày, bấm nha mày. Ôi, lộn. Trời. Mẹ với lại bạn trai con thấy mẹ cũng già rồi cho nên Rồi bác già rồi bác ăn rồi cái cây vô cho nó trẻ ra bác ơi. Ôi, một cặp đúng giờ xinh luôn á. Trời ơi, kiểu mà xong.
Thầy bác già quá, ăn táo bác. Nè, đi con biếu bác một cái ly trà nè, để cho bác thanh lọc cơ thể. Trời ơi, tâm lý quá, bởi vì tao nói thằng Mỹ táo này nó còn thanh lọc hơn mà ta. Ai ơi? Im nè, giờ nè tao nói nè. Nói nè cái gì nữa? Thằng mất ghi nó tâm lý dễ sợ ai như đâu thằng kia tặng táo mà mặc dù tao dễ ứng cho táo rồi mà. Trời đất ơi. Bây giờ bác ơi, con nghĩ là cái táo này bác làm nước ép uống cho đẹp da nha. Trời ơi. Vậy cũng được á. Vậy cũng được, hãy cô vô cô làm nước ép. Bác ơi, bác, con đem đặc sản Nhật Bản qua cho bác ăn này. Có sushi rồi bác ơi, ăn đi bác. Sushi nè, trời ơi sushi ngon lắm mẹ ơi. Trời ơi, sushi ngon à, sushi ngon à. Cái táo một phần. Con đi về nha bác gái ơi. Thôi con về ạ. Ơi, hai đứa về con nè. Ủa hôm nay có nghe nè anh, hôm nay hai tụi nó hảo mai quá vậy, thường thường tụi nó thấy ghét lắm mà. Ai biết đâu tụi nó như tụi nó me sẵn anh qua cái nó khỉ anh hình sao con gái này. Cái gì nữa? Con gái biết vậy mà không biết. Ủa sao vậy? Sao vậy? Sao vậy bác? Sao mà bác nói con nhà người ta bỏ nhà anh Husky không ngoan hả? Không, không phải thằng Husky, thằng Husky lúc nào cũng ngon ngỏn hết con, nhưng mà có đứa. Con ngỏn là gì cô? Con ngỏn là gì vậy cô? Con ngỏn. Con ngỏn. Hả cô? À bác ơi. Nói chứ con cũng nói thiệt cho bác, để bác bình tĩnh nghe con nói nha, đừng có bơ con nữa. Bữa giờ là con biết lỗi của con rồi, là họ không có qua gặp bác. Con bận đi mấy cái công việc của con, đi xử lý thanh toán mấy giang hồ. Ái lộn, đi, dạ đi giao dịch gì? Đúng rồi, không có giao dịch gì mình. Bữa nay con bỏ nghề giang hồ ơi, bữa nay là con đi làm mày giang hồ, bây giờ đi làm gì? Đúng rồi, kinh doanh. Trời ơi, cái gì mà đồ ăn nhiều dữ vậy trời. Giao gà, giao dịch, các thứ đó, con giao gà, giao dịch. Dạ đúng rồi, nên con muốn hôm nay là một ngày nghiêm túc để mà qua ra mắt bác, để cho bác biết là vậy thôi. Cho bác hỏi cái tên thương hiệu con lại gì? Toshi Biggie. Không, cái thương hiệu gà Melody hả? Không, gà đó là gà ác tìm hút bắt cô. Anh em con hoài cô. Ba cứ hỏi khó con hoài vậy, trời biểu bà con hỏi lại. Có gì ra đây nè, trời ơi dở quá. Đáng dễ sợ, trời ơi. Ai là đi gì vậy? Cái suy này. Sao vậy? Lên nhìn lên. Vấn đề bây giờ là biết sao không? Bà không có ông. Bà tính ông rồi. Tôi cảm thấy bà cứ tìm cách để mà khịa tôi hoài giờ sao giờ? Phải cho bà ăn gà thì hút mắt của bà đi. Thấy không? Làm vậy bà không cho cưới con bà luôn sao? Tôi thấy vậy nè. Cái sao hôn dù gì cái Simisi cũng đâu có ai thích đâu. Bỏ luôn đi. Những đúng rồi đó, chẳng bỏ vậy luôn. Là tôi gặp tôi bỏ liền mà mai bỏ cái Simisi luôn hả? Vậy không được đâu, không được đâu. Tôi là mặc dù là một giang hồ nhưng mà tôi có một con tim dễ vỡ và một trái tim yêu thật lòng chung thủy chung tình. Trời ơi, giang hồ này mà tình yêu dễ sợ vậy. Rồi, dù tao bỏ cái băng này luôn chứ tao nhất quyết không có bỏ người yêu của tao. Không bỏ em, không bỏ em nữa là Phó Tổng Trưởng. Bỏ đi của tôi mà. Nói không một được này là. Ông bây giờ tôi thấy là như này nè. Ủa Jimmy sao mà bộ đồ con bò vậy? Tại vì tôi đi gặp người lớn mà. Ơi, làm gì cũng phải. Bây giờ vấn đề nè, hiểu không? Mình phải tìm cái gì đó để ông có thể ra oai được. Đúng rồi đó. Rồi để tôi kêu đàn em tới giùm cho đại ca. Ok. Thôi, đàn em có mấy người biết mà sao? Để tôi đi tìm cho. Ok. Ok. Vậy tôi đợi ngang chỗ đó để tôi. Ở trong đó câu giờ đi, câu giờ đi. Ok. Có quá cho bà ăn gà ác, hút bắt cho tôi. Rồi. Bác ơi bác. Bác ơi. Lấy được ăn cho nè. Trời ơi, sao nó không tự lấy đi? Em ngồi yên đi, để anh lấy cho. Mẹ ơi, hồi sáng con đi vệ sinh con quên dội bồn cầu rồi. Kixi ơi, vô dội giùm anh đi. Trời ơi. Để anh luôn, để anh dội luôn. Trời ơi, tội dữ vậy trời, tội đại ca mình ghê. Thấy cơ, người ta thật lòng mà. Trời ơi, gì thúi quá vậy? Trời ơi. Ăn bún đậu bắp cơm phải không? Hồi sáng chị mua cho cưng đó. Trời ơi, bác ơi, bác ơi. Tìm thuốc bắt của bác đây bác ơi. Mày nói vậy mày ép kia tao không? Không, ơi nó rớt xuống bàn rồi. Trời ơi, kiểu này là chết rồi. Giờ Toxy bị chứng kiện quá rồi mấy bạn ơi. Bác ơi, bác ăn thịt bò cho cái đầu hết giống con bò này bác ơi. Mày nói cái gì? Dạ. Mày bây giờ nói cái gì? Ý mày là tao nuôi con bò phải không? Nuôi con bò phải không? Dạ, ý là mặt của bác sẽ dễ hơn giống con á, đặt cho là con bò sữa. Con bò sữa chi tê. Cái này hợp lý nè, mày ra coi. Dạ. Ủa trời. Ủa cả nhà nói chưa?
Dạ con nấu rồi. Con biết nấu ngon quá à. Trời ơi, mẹ hơi để con dạo phụ bác cho. Để tôi với lại Jimmy với lại Kích Si dọn cũng được. Thôi thôi thôi, để bác dọn cho, để bác lộn, để con dọn. Để bác dọn luôn. Trời ơi, đại ca ơi, là đại ca. Lộn quýu quá, dạ để con dọn hết cho. Mẹ ơi, cứu con. Gì vậy? Gì vậy anh? Ôi, con chơi. Phải phải phải, từ từ. Ủa, cái này tôi nhảy lên rồi tôi leo, tôi nhảy xuống nè. Đó, tôi không được đâu. Trời ơi, hút đi nhà công nhận mấy bạn coi kìa. Đúng là thuộc dạng mà nhõng nhẽo nhất nhà luôn. Mẹ ơi, bọn con nước ấy cái gì vậy? Ôi, tôi tính làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày coi chừng đâu, mày đâu. Rồi, đây, đưa tới rồi. Mày, bình thẳng. Cái gì đây? Có chuyện gì ở đây vậy? Trời ơi, nó mang những màu xanh này, đi qua màu xanh cho tao. Đi qua đâu? Đi qua cái thằng màu xanh kia cho tao. Đây mẹ ơi, tôi cầm cái súng dí vào con kìa. Con nào vậy? Bà đóng tiền bảo kê nơi này chưa? Ôi ơi. Tiền bảo kê gì? Tiền bảo kê khu đất này như nào? Ủa, tiền bảo kê gì ở đây trời? Sợ nó cho tao mày. Tao, dừng lại. Tụi bay có biết ai đang đứng ở đây không hả? Mày là thằng nào? Nhìn vàng bạc mày to nhờ. Tự giới thiệu. Mấy cái thằng này im rồi, tự giới thiệu. Bây giờ tụi mày đưa súng tới cái con nhỏ màu hồng của tao. Ôi đó mày. Trời ơi, chết rồi. Trời gì vậy? Ôi mấy cái ơi, tôi chỉ biết xin xì. Ôi khôi, nãy tụi bay có quan tâm bọn tao không vậy? Mày im đi. Ôi dạ. Bà là mẹ không? Ừ, tao là mẹ của nó, bây giờ sao? Mẹ nó và con bà bị vậy, bà không dám làm gì hả? Dạ. Mà kiểu gì vậy, mẹ kiểu gì vậy? Được rồi, bây giờ nếu mà tôi vợ thói giang hồ ra là bà chửi tao sao? Chết luôn. Bây giờ chỉ có thần linh quý đó. Chỉ có thần linh cứu được bà thôi, biết không? Mẹ được rồi, em biết gì thôi. Con muốn chết gì đâu, con muốn trẻ. Thằng kia, sao mày nói nhiều rồi? Hả, vậy là mày chưa biết mày gặp ai rồi. Tao chính là Toshi Biggy, cặp băng đảng của một trang hồ Nhật Bản, Aishiba. Ôi, mày, Toshi Biggy kìa. Tụi mày nghe chưa? Xin lỗi đi. Bây giờ tụi bay. Dạ, đòi tiền bảo tươi hả? Tụi bay không biết cái bìa bàn này là tao bao 64 tỉnh thành hả? Bao cái Nhật Bản, Hàn Quốc hả? Thôi em xin lỗi, tụi em xin lỗi, tụi em sẽ qua nhà khác. Anh hồi nãy nó chĩa súng vô đầu em á, anh xỉn nó đi. Rồi bác gái con gì bác gái? Xin lỗi. Đi từ đây, anh tha lỗi cho em đi từ đây, em sẽ bảo kê luôn cả anh Hookie Wookie. Đúng rồi. Bảo kê luôn bà mẹ vợ già, lộn bà vợ. Hồi nãy nó mới giết em á, anh giết tụi nó giùm em chứ. Dạ, thử luôn đi anh. Từ đây em sẽ bảo kê lại giả gì này đó. Ok, nguyên cái gia đình này cho tao. Mày đứng lại đó. Nãy tụi mày giết con trai tao, bây giờ một trong mấy đứa tụi bay cũng phải đền lại các bạn. Đánh đi. Bà đánh ơi, đánh ơi, bà ơi, bà ơi, mẹ im lặng. Tụi mày đây. Chuyện này tao làm lỗi để tao chưa? Dạ coi bác ơi, dù sao là bác phải nhẹ nhàng với tụi nó thôi bác ơi, để con xử lý, bác đừng có đánh tụi nó mốt. Tôi bảo kê không được bây giờ. Bây giờ mày kêu tôi nhẹ nhàng cái thằng này. Trời đất ơi, bác. Trời ơi, căng thẳng quá mấy bạn ơi. Dạ đại ca. Đây đại ca đây. Hello đại ca. Hello em. Dạ, xin lỗi đại ca. Rồi, tốt, lần sau là không có chuyện nữa nghe chưa? Được rồi, tao thành lỗi cho người đó. Thằng này công nhận đi được á nha. Dạ, chứ sao bác, chỉ cần bác đồng ý cho con cưới con gái của bác thôi là được rồi. Mày đòi cưới mà con mẹ. Ta dạ, đúng rồi. Mày đòi cưới con ta, mày có cửa không mà đòi cưới. Ôi, con trời ta ơi. Trời ơi, có nhiều cửa luôn mẹ ơi. Con làm tới vậy rồi mà bác còn vẫn không có đồng ý cưới cho con cưới nữa hả? Bác coi thường giang hồ quá lắm rồi đó. Không. Đi. Trời ơi, cái gì rồi vậy? Rồi luôn. Mày đi theo cái thằng đó là đừng chắc sao tao không nhìn mặt mày nữa à. Trời ơi, chứ nhà mày có nhìn mặt con đâu, tội hất kỳ không à. Con nhỏ này mày mốt vậy mẹ đó. Mày vô, mày vô trong phòng luôn đi. Trời ơi, Huggy. Dạ. Muốn gì nè? Trời ơi, rõ ràng thương Huggy quá trời luôn, giả bộ nữa. Không muốn ăn. Hello. Trời ơi, sao đồ ăn. Ơi. Chào. Quay trở lại anh nè. Hello anh Moggy. Hello anh Moggy. Ủa sao quay lại đó chờ đứa vậy? Trời anh taxi đi về nhà rồi. Em taxi buồn rồi. Ôi gì vậy? Ôi vậy ngồi tới nữa rồi. Tao loại đại ca của băng đạn. Bolam Sinamon. Băng đạn giang hồ Mỹ. Mày thiếu nợ tao. Mày đi quen gái
thiếu tiền tao. Trời ơi Móc Ghi ơi, cứu em với. Nè, muốn tiền không? Tôi đưa tiền cho nè. Tiền? Mày khi giải tao hả? Đù, không cần tiền luôn. Vấn đề là nó đã nợ lâu rồi, tao muốn cái mạng của thằng này. Trời ơi, không được. Đưa đây ơi. Thằng bò sát của mày. Em mày đi nha. Mày đi một phát là tao bắn đầu. Dạ. Thấy cái này không phải vấn đề của tôi à. Đó rồi, em thấy chơi kiếm đại ca. Nó sẽ cái gì con? Có ai cứu tôi với? Cái súng này dài quá vậy. Trời ơi. Tự nhiên kêu bộ con giận mẹ rồi. Bây giờ mày không kêu nó gì. Trời ơi, gọi vậy đây ca tới đi chị ơi. Anh yêu ơi. Bây giờ đưa cái mạng bà gia thai hả bà già? Tôi. Trời ơi, giết tôi. Thôi hãy lấy mạng mẹ em đi, lấy mạng mẹ. Mày làm hại tới mẹ vợ của tao đó. Thằng nào á? Tao đây. Tao có xe biết ghi. Tao đã hứa tao sẽ bảo kê cho mẹ vợ của tao rồi. Tại sao mày lại đâu? Đúng rồi, nghe chưa thằng kia? Thằng đó nó mượn tiền của tao. Bây giờ tao trễ hạn, tao muốn lấy cái mạng của nó. Bị kia gì? Hồi nãy thằng kia đưa tiền cho mày rồi, sao mày không chịu? Tao nói tao không cần tiền nữa, tao chỉ cần... Mày cần cái gì? Mày muốn chưa? Tao bị bây biết, tao chính là mặt bán bộ... phục. Đúng như vậy, tao đã cởi bộ đồ hồi lịch sử của tao ra rồi, tao mặc vô bộ đồ... Tích-tích-tích-tích-tích-tích-tích. Trời. Mày là ai? Ai cho mày đến đây? Mày dám nói chuyện láo gì đại ca tao à? Là băng đảng ăn dầu của Mỹ. Ok. Ôi trời. Tao mượn tiền tao 300.000 đô. Tụi mày có tiền hả? Tụi mày có tiền bảnh thế nào? Ok. Nhưng tao mà thấy mày ca là láo rồi đó. Tao muốn lấy cái mạng của thằng này, mày ý kiến gì? Tao nghe cái tên cái băng đảng có vẻ quen quen. Mày lấy mạng tao. Không phải đại ca của mày chính là... Trời ơi, bé gái đừng có như vậy. Tao lấy mạng thằng này luôn còn được. Mày đến. Đừng cứu em. Có phải đại ca của mày chính là Valadesh không? Tao là đại ca nè. Tao là Valadesh nè. Mày như nào? Được rồi, bây giờ chị kiếm xe mít xì. Chị nghe. Chạy đi núp đi, nhanh lên. Trời ơi, rồi. Chị chạy đi núp. Rồi. Được rồi, bây giờ còn chúng ta ở đây đại ca. Mày định làm gì? Để em chưa sợ lấy nó luôn. Alo, mày chờ đó cái thằng kia, mày bố láo dài, tao cho mày thấy con cáo là gì. Mẹ hộ bỏ mày cãi đi. Tới rồi đây. Được rồi, rồi. Đàn em của tao. Dạ, tao tụi mày cũng là giang hồ hả? Đưa cho chị đồ chơi coi. Chị sẽ trả tay. Đại ca không cần ra tay đâu, em sẽ thay đại ca hành đạo ngày hôm nay. Được lắm, lên đi, đàn em của tao. Mày láo à. Dạ mấy người của tao không ạ? Mấy người đàn em của tao, chào. Chào mẹ vợ đi. Dạ, xin chào bé gái. Chào mẹ vợ. Rồi. Chào mấy đứa. Chào anh hai của mẹ vợ, alo, anh hai của vợ. Chào anh Đức ơi. Miễn lễ. Thôi được rồi, okay. Mấy đứa lui đi. Ok. Sao tao không mang quá vậy trời? Thôi tôi đi về. Được rồi, mấy đứa đi về đi, đem đồ về em chỉnh luôn. Ôi, ok. Ôi, cứ lại. Bác gái có đồng ý con hỏi cưới con gái của bác không bác? Taxi, taxi. Cái gì? Ông cần tôi order chiếc nhẫn kim cương 800 carat 782 tỷ gì nè. Ok, cảm ơn. Tôi đã nhờ anh hồi nãy đúng không? Rồi. Đây, chiếc nhẫn này con sẽ trao cho con gái của bác như là một món quà cưới. Nhận đi em. Cái việc cưới cõi này, hỏi cưới này chắc ta suy ngẫm lại à. Suy ngẫm lại hả bác? Suy ngẫm nữa. Suy ngẫm thôi bác. Thôi đồng ý đi mẹ ơi, nãy giờ anh. Trời không đồng ý là mốt giang hồ tới đây người ta quậy nữa đó bác ơi. Rồi, tao đồng ý, mệt ghê. Con cảm ơn bác nha. Trời, nhưng mà tao nói trước tụi bay mà liệu tụi bay liệu hồn á nha, làm gì sai trái đừng nói sao à. Biết rồi. Cái đồ ơi, em đi ra về nha anh ơi. Trời ơi, cảm ơn mấy đứa nha. Đi ăn gà tìm hút ác thôi. Ăn gà ăn ác rồi. Em không ăn gà hút ác nữa. Trời, bác đừng ăn, bác ở nhà đi bác. Chết bà, chiếc xe của tao quên bây ơi. Được rồi, tao biết mà. Mọi người có công giúp đại ca như tao thì tao sẽ giúp lại. Ok, ok, vậy là tôi mừng lắm rồi. Rồi, được rồi. Tao người hãy hú chị nha. Ủa sao bên chiếc xe của em được vậy? Đây để tôi dành cho. Ôi trời, của tôi mà. Thôi về thôi cục cưng. Đây tôi đang đi ăn gà tìm hút ép thôi anh ơi. Đi ăn thôi. Rồi, tạm biệt. Bye bye. Ok các bạn ơi, và mình đã giúp được Tóc Sĩ Biết Ghi quá giải với mẹ vợ mọi người ơi.
Để bố cằn nặng chứ cằn nặng rồi, này là quá mệt mỏi rồi. Bây giờ mình đi làm giang hồ với nha. Ê, em chạy về nhà đã. Trời ơi, nãy tụi bị đánh quá trời đánh luôn, không có thương chuồng, được chuồng, một chuồng, chuồng, chuồng nha. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.